Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS. Và mình là Tony Phùng đây. Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max và Xiaomi 13 Ultra. Mình không so sánh trong cái video ngày hôm nay đâu. Mình sẽ chỉ muốn nói lên cái quan điểm của mình một chút xíu. Khi bản thân mình thì cũng đã sử dụng và trải nghiệm qua rất nhiều dòng điện thoại khác nhau. Thì nếu như các bạn chỉ sử dụng một chiếc điện thoại mà các bạn chấp nhận được một cái yếu tố liên quan đến vụ gọi là game cuộc gọi kiểu đó chẳng hạn, bởi vì iPhone nó sẽ không bao giờ có game cuộc gọi, thì lời khuyên của mình là các bạn nên dùng iPhone. Lý do vì sao khi chỉ sử dụng một cái điện thoại duy nhất các bạn nên dùng iPhone thì nghe mình chia sẻ tiếp đây. Cái yếu tố đầu tiên ấy, đó là việc nếu như các bạn sử dụng một cái điện thoại mà chúng ta xác định dùng về lâu dài sau này ấy, thì iPhone sẽ là chiếc điện thoại nó mang lại cái giá trị sử dụng lâu dài nhất. Các bạn nhìn vào cái mức giá thì các bạn sẽ thấy nó khá là cao. Hiện tại bây giờ tại Xiaomi thì cũng loanh quanh tầm khoảng 27 triệu. Đấy, hàng chính hãng Vinocera. So sánh với những chiếc như là Galaxy S23 Ultra loanh quanh đâu đó chỉ tầm khoảng 23 triệu, nó đắt hơn. Thậm chí so sánh cả Xiaomi 13 Pro cũng khoảng tầm 23 triệu thì nó cũng đắt hơn. Con này là Xiaomi 13 Ultra thì mình chỉ mang vào đây nhìn cho đẹp đội hình thôi, tượng trưng đấy các bạn. Chứ thật ra thì mình không khuyến khích các bạn mua con này tại thị trường Việt Nam đâu. Mình khuyên thật sự. Thì nói tóm lại, iPhone 14 Pro Max nó đắt hơn thì nhiều bạn cũng sẽ nghĩ trong đầu giá nó cao hơn mà, những cái trải nghiệm nó mang lại phải tốt hơn, nó là chuyện phải có, chắc chắn phải là như thế. Thế nhưng mà các bạn cũng sẽ hiểu một điều, nó còn là nhiều yếu tố khác liên quan đến vấn đề branding, liên quan đến chất lượng sản phẩm, liên quan đến lâu dài về sau, hậu mãi, update các thứ. Thế thì cái yếu tố về giá cả như này mình không cần bàn đến nhiều, nhưng cái quan trọng á là sau một khoảng thời gian dài nữa, ví dụ các bạn sử dụng 3 năm, 4 năm, 5 năm thì cái việc mà iPhone 14 Pro Max sau này các bạn có muốn bán đi để đổi lên những dòng điện thoại khác, nói cho dễ hiểu á, thì nó sẽ giữ lại được một cái mức giá trị khá là tốt so sánh với những chiếc điện thoại như thế này. Đấy, các bạn nhìn vào Galaxy S22 series, các bạn nhìn vào Galaxy S21 series giá nó bây giờ là như thế nào, các bạn nhìn vào mấy con Xiaomi đời cũ giá nó bây giờ là như thế nào, rồi các bạn nhìn vào những mẫu iPhone cũ, nói chung là các bạn cũng tự đưa ra được cái câu trả lời của bản thân. Các bạn đừng có so sánh cái kiểu mà giảm giá sau khoảng 1 năm thì iPhone có khi mất giá nhiều hơn, cái đấy thì đúng, xét ở hàng chính hãng. Nhưng xét về một cái yếu tố lâu dài về sau thì đó là câu chuyện khác hoàn toàn các bạn nhé. Và mình tin là nếu như chỉ sử dụng một cái điện thoại thì mọi người chắc cũng không có cái suy nghĩ đấy là nâng cấp liên tục đâu. Thế nên là cân đối, nhưng mà kể cả các bạn có thay đổi nâng cấp liên tục, chúng ta cũng có thể mua iPhone cũ để tiết kiệm chi phí, sau này có đổi á, độ tốn kém hơn. Yếu tố thứ hai đó là thời lượng pin sử dụng. Thực tế 5.000, Xiaomi 13 Pro cũng 5.000, mấy con Oppo bây giờ cũng đang quay tầm khoảng 5.000. Nhưng gần như không có một chiếc điện thoại nào có cái thời lượng pin trâu được như iPhone dòng Pro Max. Mình không mang vào đây những con dòng thường hay là dòng Pro. Để mà nói về cái yếu tố về pin ấy, thì mình tự tin khẳng định iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max bây giờ là những chiếc điện thoại có thời lượng pin sử dụng thực tế trâu nhất trên thế giới smartphone ở thời điểm này. Thật sự là pin nó trâu lắm các bạn. Các bạn sử dụng những cái tác vụ bình thường hàng ngày kiểu lướt web, Facebook, chat, cheat, TikTok, lâu lâu chơi 1-2 trận game thì thật sự là pin của iPhone 14 Pro Max nó cực kỳ là lì luôn, rất là trâu. Hay thậm chí cái yếu tố mà khiến cho iPhone 14 Pro Max nó bị đốt pin nhiều nhất đó là nhiệt độ. Thì các bạn cũng có thể gắn những cái con quạt tản nhiệt so lạnh vào đây một cách rất là dễ dàng. Ví dụ tại xịn to nhà mình bán con X12 chẳng hạn. Đấy là một cái ví dụ, nó phù hợp với con iPhone 14 Pro Max này. Nó làm lạnh cho con iPhone 14 Pro Max này cực tốt. Đó là vấn đề mà chúng ta có thể khắc phục lại được. Yếu tố thứ ba đó là cái sự ổn định trong quá trình các bạn sử dụng. Và gần như các bạn không phải suy nghĩ bất cứ một cái điều gì. Mình lấy một cái ví dụ nhé, iPhone với iOS, sự mượt mà chuyển động trong những cái tác vụ sử dụng hàng ngày, chuyển qua chuyển lại, ứng dụng này ứng dụng kia, nhanh như thế nào, mượt như thế nào, hay là cái sự mượt mà trong những cái animation nó vuốt qua vuốt lại bung ra như thế nào. Gần như là các bạn sử dụng cái điện thoại này không bao giờ các bạn phải lo lắng cái vấn đề là vuốt vuốt các thứ có ok hay là không, nó đã ăn chưa, hay là cái kiểu nó có bị khựng gì trong quá trình các bạn sử dụng hay là không. Với Samsung thì One UI hiện tại bây giờ nó cũng đã cải tiến hơn rất nhiều, nhưng các bạn có đồng ý với mình là đôi khi mà chúng ta vào một cái ứng dụng gì đó rồi chúng ta vuốt ra ngoài, lắm lúc nó vẫn sẽ cứ khự, hay là nó vẫn cứ đơ đấy, như vừa rồi nó cũng lại khự một tí xíu đó. Tức là ở cái yếu tố về mặt trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì đối với những ai là gọi là cực kỳ khó tính thì những chiếc điện thoại Android bây giờ cho dù là xịn nhất thì lâu lâu nó vẫn sẽ có những cái thứ gì đấy nó hơi khiến các bạn khó chịu đi đôi chút. Có chăng bây giờ mượt phải nói là ngang iPhone á, mình thấy chỉ có mỗi Oppo với ColorOS và OnePlus với OxygenOS thôi. Hay thậm chí là với Xiaomi thì cũng sẽ phải là cái phiên bản ROM nội địa được Trung Quốc nhé, chứ phiên bản ROM quốc tế anh vừa nói xong vào trong này nó vẫn hơi khựng một tí. Tức là sử dụng các bạn gần như chả bao giờ phải quan tâm đến vấn đề nó có lo lát hay là không,
Hay xét về yếu tố tính năng sử dụng thì khi dùng iPhone gần như chúng ta cũng lại không bao giờ phải lo lắng quá nhiều về những cái yếu tố nó mang lại là có tốt hay là không. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ nhé. Xiaomi 13 Ultra, chụp hình đẹp không? Rất đẹp. Chụp chân dung ấn tượng không? Quá ấn tượng, chụp sản phẩm mới gọi là đỉnh chóp. Đấy cũng là lý do vì sao mình mua cái điện thoại này. Thế nhưng mà khi mà quay video thì thật sự là nó tệ, phải nói là tệ kinh khủng luôn. Không xứng đáng với vị thế của một chiếc flagship cao cấp đắt tiền như thế này. Thu âm của nó thì cũng không hề ngon một chút xíu nào cả. Nên không muốn nói là video quay lại từ con Xiaomi 13 Ultra này mình không thể chấp nhận được luôn. Hay nhìn sang Samsung đi, tính năng thì vô số nhiều, trải nghiệm các thứ thì thoải mái, con gà mái luôn. Các kiểu ABCDZ, bút S Pen thì thần thánh các thứ. Thế nhưng mà gaming trên những chiếc điện thoại của nhà Samsung chưa bao giờ được đánh giá quá cao. Tức là khi mua cái điện thoại này, nếu như các bạn sử dụng một cách bình thường, phục vụ cho những công việc hàng ngày, nó quá tuyệt vời. Nhưng đôi khi các bạn muốn chơi game thì trải nghiệm trên nó lại không thực sự được trọn vẹn nếu như các bạn chơi những tựa game quá nặng. Bởi vì các bạn cũng hiểu cái cơ chế của Samsung là luôn luôn mang lại cái sự ổn định nhất cho cái thiết bị của họ. Và để nói cho dễ hiểu thì nó sẽ bóp hiệu năng của CPU xuống. Cho dù nó là Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy đấy, nhưng gaming thì chưa chắc nó đã ngon bằng Xiaomi. Hay đương nhiên nếu so sánh với iPhone thì chưa chắc nó đã tốt hơn. Nhìn vào một cái vấn đề nho nhỏ ở những cái thiết bị ngoài kia, các bạn có thể thấy là cái thiết bị nào nó cũng sẽ có những cái điểm yếu riêng, ngay cả iPhone cũng như thế. Nhưng mà những cái điểm yếu của iPhone thì chúng ta dễ dàng bỏ qua được. Và xét về những cái yếu tố tính năng cơ bản nhất, mang đến trải nghiệm cơ bản nhất cho người dùng ạ, thì Apple lúc nào cũng làm tốt nhất từ những thứ cơ bản nhất. Camera quay ok không? Quá ngon. Camera chụp tốt không? Đủ tốt. Camera selfie nó có mang lại chi tiết nhiều không? Nhiều luôn. Quay video bằng camera trước có đẹp không? Cũng đẹp rồi. Autofocus cũng đã có rồi. 4K 60fps, mượt mà luôn. Thậm chí từ những cái nhỏ như là kháng nước chuẩn IP68, Face ID, rồi là loa stereo. Đấy, không thiếu một cái gì cả. Nên xét về yếu tố cân bằng về mặt thiết bị trải nghiệm trong cái nhu cầu hàng ngày ấy, thì iPhone nó nằm ở cái điểm gọi là cân bằng nhất. Xiaomi có những thứ tốt bật hẳn lên, nhưng cũng lại có những thứ nó tệ hẳn xuống. Samsung cũng như thế. Vậy thì các bạn chọn kiểu điện thoại như thế nào? Đương nhiên chọn điện thoại vẫn theo nhu cầu. Nhu cầu của bạn mà hợp với những chiếc điện thoại Android thì ok, các bạn cứ chọn. Bởi vì lúc đó các bạn đã xác định được cái nhu cầu một chiếc điện thoại làm sao cho nó phù hợp với các bạn. Nhưng đương nhiên cái video này sẽ dành cho những bạn đang phân vân suy nghĩ không biết nên chọn chiếc điện thoại nào. Và yếu tố cuối cùng nữa, đó là khi sử dụng với nhiều những thiết bị xoay quanh, thì nói thật là Apple iPhone nó sẽ là cái thiết bị giúp các bạn có thể kết nối được một cách rất là tốt với những sản phẩm khác. iPhone dùng với Smart Home chẳng hạn, các bạn có thể cài được cái Google Home vào đây, cái Google Assistant vào đây để các bạn sử dụng. Nhưng khi dùng điện thoại Android, các bạn lại không thể nào load được cái HomeKit vào đây. Các bạn không thể nào sử dụng được cái Smart Home của Apple vào đây. Và đương nhiên với iOS thì nó cũng là cái nền tảng được tương thích một cách cực kỳ tốt với rất nhiều những cái kiểu nhà Smart Home bên ngoài bây giờ. Rồi những cái dịch vụ bên ngoài trên iOS cũng cực là ngon. Đấy là còn chưa kể về một loạt những yếu tố liên quan đến hệ sinh thái Apple Ecosystem thì rõ ràng là Apple làm quá tốt. Các bạn cứ hiểu, Apple thì kết nối đến được Google, nhưng Google thì không dùng được những cái dịch vụ của Apple đâu. Hay ít nhất là hiện tại bây giờ chỉ có một vài dịch vụ nhỏ nhỏ mà thôi. Thế nên các bạn biết cái nào sẽ lợi hơn rồi đấy. Tóm lại, iPhone nó có những cái điểm dở của nó. Mình lấy ví dụ, máy thì nóng lên quá nhanh, màn hình thì cũng tối lên quá nhanh. Nhưng đó là những cái yếu tố khi các bạn sử dụng trong những môi trường vô cùng khắt khe. Còn nếu như các bạn sử dụng trong nhà, sử dụng hàng ngày, thì iPhone thật sự nó mang lại những trải nghiệm cơ bản là quá tốt. Và so sánh với những sản phẩm khác chạy nền tảng hay điều hành Android được tùy biến lại, thì Apple iPhone vẫn sẽ ở cái mức cân bằng. Và nếu như các bạn chỉ muốn sử dụng một cái điện thoại duy nhất, iPhone sẽ là sự lựa chọn ok nhất dành cho các bạn. Tuy rằng là mình phải dùng một từ, mình không quá thích iPhone, nhưng công bằng mà nói, nó sẽ là sự lựa chọn an toàn nhất. Bạn nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!